Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Thực hiện chương trình công tác năm 2016, ngày 27 tháng 10, Ủy ban dân huyện Tân Lạc đã có buổi làm việc với xã Phú Cường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2016. Dự chủ trì buổi làm việc có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng với các ban ngành đoàn thể, xã Phú Cường đã đoàn kết thống nhất vượt qua các khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%, tổng diện tích gieo trồng thực hiện được trên 1.458 ha, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, diện tích trồng lúa nước là 285 ha, đạt 100% kế hoạch. Cây ngô 672 ha, diện tích trồng cây lạc 30 ha, còn lại là các cây trồng khác. Chăn nuôi tiếp tục là thế mạnh của địa phương. Toàn xã có trên 2.080 con, đạt 100% kế hoạch, bò 766 con, dê 350 con, lợn 4.800 con. Sự nghiệp y tế, giáo dục được quan tâm, chất lượng được nâng lên rõ rệt, thực hiện tốt chính sách xã hội, thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng trên một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 53%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng đảng, chính quyền được tập trung lãnh đạo củng cố, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều tiến bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được của xã Phú Cường trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức và nhân dân xã để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2016. Đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn cho xã Phú Cường trong quá trình thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn cho địa phương trong thời gian tới. Ngày 25 tháng 10, 4 ngành gồm Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đài Truyền thanh Truyền hình, huyện đoàn và phòng giáo dục đã phối hợp tổ chức thành công giải Việt dã truyền thống huyện Tân Lạc năm 2016. Dự động viên giải có các đồng chí là lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao, tỉnh đoàn và báo Hòa Bình, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện và trưởng các ngành đoàn thể. Giải được tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và lễ hội văn hóa Chiêng Mường lần thứ hai. Đồng thời qua phong trào, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia giải Cúp báo Hòa Bình năm 2016. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân huyện thì 4 ngành ở cấp huyện đã cùng ký nghị quyết định gửi xuống các xã thị trấn trước cái thời gian của giải hôm nay tổ chức là 20 ngày, nên là đối với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đảng, chính quyền, các cấp ở các xã thị trấn tạo thêm một khí thế của tuổi trẻ huyện Tân Lạc phấn đấu hoàn thành các cái nhiệm vụ chỉ tiêu của tỉnh giao. Giải năm nay thu hút trên 100 vận động viên đến từ 22 đơn vị là các xã, thị trấn, công an huyện và các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện. So với năm 2015, số lượng đoàn tham gia tăng 7 đơn vị. Không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng các đoàn tham gia cũng được nâng cao. Đặc biệt ở giải năm nay, ngoài các xã vùng thuận lợi, có sự tham gia của nhiều xã vùng cao vùng sâu. Điều này cho thấy phong trào luyện tập thể dục thể thao nói chung, chạy Việt dã nói riêng được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân quan tâm tham gia tích cực. Xuất phát từ cái lòng đam mê của các vận động viên ở cơ sở. Sau này chúng tôi nhận được cái kế hoạch của phòng văn hóa huyện, trung tâm văn hóa huyện thì chúng tôi có tổ chức cái giải ở xã để sàng lọc ở xã, xong rồi cho tập luyện ở trên xã. Sau này xuống tham gia giải huyện. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 4 nội dung, nam chính 6 km, nữ chính và nam trẻ 4 km và nội dung nữ trẻ 3 km. Qua các nội dung thi đấu cho thấy, ngoài những vận động viên kỳ cựu, giữ vững ngôi vị, giải còn thu hút số lượng lớn vận động viên mới triển vọng. Trên chỗ em thì cái địa hình thì nó cũng không phải bằng thẳng như thế này, thì cũng quen leo trèo, đi đường dốc. Đường không bằng thẳng thì cái cơ của mình chắc chắn là nó sẽ tiến bộ hơn, và có kết hợp với sự tập luyện nữa thì mới đạt kết quả như thế này.
Cảm xúc của em bây giờ rất vui. Em sẽ tiếp tục đi luyện tập để em chạy. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, các vận động viên đã thi đấu hết mình trong sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Giải thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba khuyến khích ở các nội dung và giải tập thể cho các đơn vị tham gia. Cụ thể, giải nhất cá nhân nội dung nam chính thuộc về vận động viên Bùi Văn Ánh xã Hồ Luông, nữ chính là vận động viên Bùi Thị Thế xã Hồ Luông, nam trẻ là vận động viên Bùi Văn Quang xã Hồ Mỹ, nữ trẻ là vận động viên Hà Thúy Hà xã Nam Sơn. Ở nội dung đồng đội nam chính và nữ chính giải nhất đều thuộc về xã Hồ Luông, đồng đội trẻ giải nhất là xã Nam Sơn. Giải toàn đoàn, giải nhất thuộc về xã Long Vân, giải nhì xã Hồ Luông và giải ba là xã Tuân Lộ. Cũng nhân dịp này, báo Hòa Bình đã dành hai suất quà trao tặng cho hai vận động viên đến từ hai xã đặc biệt khó khăn của huyện. Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2016, Hội Truyền thống Bộ đội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Gia Định Giáo đã tổ chức đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Truyền thống Trường Sơn Gia Định Giáo sau một thời gian tuyên truyền vận động, đến nay đã có 50 đồng chí hội viên tham gia sinh hoạt. Hội viên chủ yếu là hội cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Trường Sơn. Tại đại hội, đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng cũng như những chiến công oai hùng trên tuyến đường Trường Sơn Hồ Chí Minh đã đi vào huyền thoại trong lịch sử Việt Nam. Phát huy truyền thống hào hùng ấy, khi trở về với đời thường, những hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Gia Định Giáo luôn nỗ lực phấn đấu thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Từ khi thành lập hội đến nay, hội luôn bám sát tôn chỉ mục đích hoạt động của hội, tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của các cấp chính quyền địa phương. Đại hội đã thông qua công bố quyết định của Phòng Nội vụ về việc thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Gia Định Giáo. Tại đại hội, đại biểu đã tham gia phát biểu thảo luận sôi nổi, đóng góp và ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ nội quy sinh hoạt hội trong thời gian tới. Đại hội đã bầu ra các đồng chí vào Ban chấp hành khóa 1, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại đại hội, Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh cho các đồng chí là lãnh đạo xã đã có nhiều đóng góp trong công tác chỉ đạo và vận động thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Xã Định Giáo. Sáng ngày 25 tháng 10 tại xã Quyết Chiến, dự án GNI tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình thí điểm trồng rau trái vụ tại xã Quyết Chiến và xã Lũng Vân. Tới dự có đại diện dự án GNI tại Việt Nam cùng các ông bà là lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa Bình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng lãnh đạo các phòng ban liên quan thuộc huyện. Năm 2016, tổ chức phi chính phủ GNI tại Việt Nam triển khai dự án trồng rau an toàn với mô hình trồng rau trái vụ tại xã Quyết Chiến và xã Lũng Vân, quy mô 0,22 ha với một số loại rau chính như cải bao, cà chua, củ cải, xà lách, hành lá, bắp cải. Qua quá trình sản xuất và đánh giá kết quả cho thấy các loại rau trên rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương, cho vị ngon, ngọt, thơm, thanh mát, có thể cung cấp số lượng lớn rau an toàn cho khu vực. Cụ thể, đối với loại rau cải bắp có thời gian sinh trưởng phát triển 2 tháng, củ cải Hàn Quốc thời gian sinh trưởng 2 tháng, củ to trọng lượng từ 1,5 đến 2,5 kg trên củ, năng suất trên 73 tấn trên 1 hecta, gấp 2 lần năng suất củ cải giống của Việt Nam, với lãi thuần hơn 283 triệu đồng trên 1 hecta. Giống cà chua Hàn Quốc thời gian sinh trưởng hơn 2 tháng, 1 hecta có thể cho lãi tới 280 triệu đồng. Cây xà lách, năng suất 16,9 tấn trên hecta, giá bán 10.000 đồng trên 1 kg, lãi thuần hơn 117 triệu đồng trên hecta. Qua triển khai thí điểm bước đầu cho thấy, các giống rau trái vụ giống Hàn Quốc đã sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao, ít sâu bệnh và có nhiều ưu điểm vượt trội so với các bộ giống thuần. Ưu điểm là bán ra thị trường với giá cao, đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân và có thể triển khai nhân rộng. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong sản xuất rau trái vụ giống Hàn Quốc, đồng thời cũng nêu lên những đề xuất kiến nghị tập trung vào việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm rau an toàn, đa dạng sản phẩm, quan tâm đến chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu rau an toàn vùng cao Tân Lạc. Nhằm tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Công an huyện Tân Lạc đã tiến hành kiểm tra đột xuất các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán nội tạng châu bò trên địa bàn huyện. Nội dung kiểm tra về hồ sơ pháp lý nguồn gốc thực phẩm, khu vực chế biến thực phẩm, hệ thống xử lý rác thải.
Tại những nơi đoàn đến kiểm tra, chủ của các cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ, giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận, đảm bảo sức khỏe, cam kết bảo vệ môi trường, khu vực chế biến thức ăn sống và chín riêng biệt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tính từ tháng 8 đến nay, đội đã tiến hành kiểm tra 11 cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống, đã xử phạt hành chính 5 cơ sở, tập trung vào chủ yếu các lỗi về thiếu các văn bản giấy tờ hồ sơ pháp lý. Tại những nơi kiểm tra, đội đã kết hợp tuyên truyền pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, đồng thời đề nghị các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc cam kết bảo vệ môi trường, cũng như nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay bưởi Tân Lạc đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Người trồng bưởi sau một năm chăm bón, thời điểm này là lúc chờ thu thành quả. Niềm vui nối tiếp niềm vui, bưởi năm nay được mùa và tiếp tục được giá. Nhiều năm nay cây bưởi đã góp phần đáng kể làm thay đổi diện mạo nông thôn Tân Lạc. Nhờ cây bưởi, nhiều hộ đã có nguồn thu lên đến cả tỷ đồng trên năm, điều chưa từng có với nền sản xuất nông nghiệp của huyện. Để có được thành quả này, phải kể đến nghị quyết số 10 năm 2013 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tân Lạc khóa 22 về phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn huyện Tân Lạc giai đoạn 2013-2020. Đây được xem là đòn bẩy tạo nên diện mạo nông thôn tươi sáng đó. Cây bưởi đỏ đã được trồng lâu năm ở Tân Lạc nhưng chỉ mang tính chất manh mún nhỏ lẻ, phân tán, năng suất chưa cao, chất lượng chưa đồng đều. Tháng 7 năm 2013, Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành nghị quyết số 10 về phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn. Giai đoạn 2013-2020 đã tạo bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn huyện, đáp ứng mục tiêu sản xuất hàng hóa có chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nhưng để ra được nghị quyết đã khó, việc đưa nghị quyết vào thực tiễn còn khó gấp trăm bội phần. Nên ngay khi nghị quyết ra đời, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời tuyên truyền vận động đưa nghị quyết vào với cuộc sống. Vườn bưởi trĩu quả này là của gia đình ông Đặng Minh Dung ở xóm Tân Lai, xã Đông Lai. Trước đây cũng giống như bao hộ trồng bưởi khác, gia đình ông chỉ trồng theo kiểu được thì ăn, không được thì bỏ. Nhưng khi có nghị quyết số 10 của huyện ủy, ông đã quy hoạch lại vườn tạp và chuyên canh trồng bưởi. Hiện trong vườn nhà ông đã trồng được 145 gốc bưởi, trong đó có 100 gốc bưởi đã cho thu hoạch. Theo ông Dung, cây bưởi là cây trồng phù hợp với địa phương, công chăm bón không quá phức tạp mà hiệu quả lại ngoài sự tưởng tượng. Thế mà chăm bón đầu tư thì mỗi nếu mà hàng năm, như vườn nhà tôi bên đầu năm cuối năm tất cả ABC nó rơi vào 20 triệu. Giai đoạn mà đến năm thứ 5, năm thứ 6 thì đi nó cho thu hoạch rồi đấy. Thì là mỗi cây bưởi thì có bình quân chung. Đấy, bình quân chung như đến bây giờ như chúng tôi là bình quân chung mỗi cây khoảng 150 quả. Thế 150 quả bây giá thì khiêm tốn, trong giá giá thành bây giờ là thứ đó khiêm tốn cũng có 20 nghìn. Thế thì đương nhiên ví dụ như là nó cây nó khoảng rơi khoảng 3 triệu. Nhờ cây bưởi, nhiều gia đình thoát nghèo bền vững. Dẫn chúng tôi tham quan vườn bưởi của gia đình, anh Bùi Văn Trường, xóm Ổ Gà Một, xã Đông Lai vui mừng cho biết. Nhờ 60 gốc bưởi 8 năm tuổi mà hàng năm cho gia đình nguồn thu từ 200 đến 300 triệu đồng. Số tiền đó vừa giúp gia đình sửa sang được nhà cửa, vừa có vốn để phát triển kinh tế, mở rộng diện tích trồng bưởi, tiền đề quan trọng để chăm lo cho con cái học hành. Từ khi trồng bưởi thì tôi thấy gia đình khá giả hơn, mỗi năm cho thu nhập từ 2 đến 300 triệu. Thì bây giờ tôi đã tin tưởng vào cây bưởi này, thì giờ đang phát triển trồng trong đồi kia là 300 gốc nữa. Đối với xã Đông Lai, cây bưởi được xã xác định là cây trồng mũi nhọn. Ngay sau khi nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ huyện ủy về phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh được ban hành, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong phát triển sản xuất cây bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn.
diện tích trồng bưởi hàng năm tăng cao. Từ 39 hectare năm 2013, đến nay toàn xã phát triển lên 152 hectare. Những vườn cây tạp, đồi đất trọc bỗng chốc biến thành những vườn bưởi xanh tốt, hái ra tiền. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 20 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí cũ còn 11,7%. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Chưa có nghị quyết ra đời thì ở xã Đông Lai phát triển rất là manh mún, khoảng 39 ha thôi. Nhưng khi nghị quyết 10 của huyện ủy được ban hành thì là rất là trúng và đúng với ý nguyện của bà con nhân dân. Đến hiện tại thì xã Đông Lai đã phát triển trên 150 ha và đem lại thu nhập cho bà con và góp phần vào sự xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội và để đưa thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân và góp phần trong những tiêu chí để chúng tôi về đích nông thôn mới sớm hơn. Không riêng xã Đông Lai, hiện nay nhiều địa phương đang tập trung phát triển cây bưởi. Đến tháng 6 năm 2016, diện tích trồng bưởi toàn huyện đã tăng lên là 780 ha, trong đó diện tích trồng mới là 65 ha, diện tích cho thu hoạch là 226 ha, diện tích đã trồng từ 1 đến 3 năm là 489 ha. Tập trung trồng nhiều nhất ở các xã vùng dọc đường quốc lộ 12B và quốc lộ 6. Một số xã phát triển nhanh diện tích trồng bưởi như Đông Lai, Thanh Hối, Tử Nê, Ngọc Mỹ, Quy Hậu, Mạn Đức, Phong Phú. Thực tế từ các hộ đã có nguồn thu từ bưởi, 1 hectare chăm sóc đúng kỹ thuật có thể cho thu nhập trên 700 triệu đồng. Đánh giá về nghị quyết số 10 sau 3 năm đưa vào cuộc sống, Ban Thường vụ huyện ủy nhận định đây là một chủ trương đúng đắn và cây bưởi là cây trồng có giá trị thu nhập cao nhất từ trước tới nay. Đáng phấn khởi hơn là kết quả sản xuất bưởi của huyện Tân Lạc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định số 1178 ngày 29 tháng 4 năm 2016 về phê duyệt đề án sản xuất bưởi đỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện tiếp tục sản xuất phát triển bưởi đỏ, bưởi da xanh. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh gắn với công tác bảo quản, dịch vụ và thị trường tiêu thụ, tăng cường áp dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất kinh doanh bưởi, đưa cây bưởi nói riêng, các loại cây có múi nói chung trở thành một trong những loại cây trồng chính mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2020, diện tích trồng bưởi trên địa bàn huyện đạt 1.200 ha để làm cơ sở cho việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, tiến tới xây dựng chỉ dẫn địa lý bưởi đỏ Tân Lạc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, cải thiện môi trường sinh thái và tạo cảnh quan phục vụ du lịch trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tân Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.